Bóng chuyền quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 hứa hẹn sẽ mang đến các trận đấu đẳng cấp, sôi động và đầy kịch tính. Triệu niềm đam mê cùng chung nhịp đập. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 7 tại nhà thi đấu Hải Dương, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.